Đội tuyển Việt Nam tập trung sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Có những sự trở lại, có những người trở về, và có cả những lần đầu tiên. Cứ tập dượt quan trọng cho những mục tiêu trong thời gian tới. Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Singapore trực tiếp lúc 19 giờ trên kênh VTV6 và VTV5. Trước đó là phần bình luận trước trận đấu. Kính mời quý vị đón xem.